Đêm nay nghe gió lạnh, lòng còn nhớ đến cha. Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời, để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh gò bay lạ trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Tục ngữ có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao ấy tuy rất mộc mạc, dễ hiểu dễ thuộc, không biết có từ bao giờ, từ đời nọ sang đời kia, nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn đến công lao to lớn của ông bà cha mẹ, người đã có công sinh thành nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ
đến lúc chào đời chập chững biết đi, cho đến hết cuộc đời. Công lao to lớn ấy không có gì có thể sánh được. Do đó, nó được ví như biển rộng trời cao, như nước trên nguồn chảy mãi không cạn. Thank you.
giang tỉnh Hải Dương, từ thờ chú tại tỉnh Thái Nguyên. Do tuổi cao được duyệt, bậc bổ phụ đã được gia đình thân nhân quan trọng tận tình chăm sóc và phục vụ. Tù nhân vật được sự động viên tinh thần thăm hỏi của bà con đối phố xa gần nơi và cùng thường trú, cùng đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa. Song do tuổi cao được duyệt tù không qua khỏi, tù đã tà thế vào thời 20:30 ngày 20 tháng 9 năm 2024, tức ngày 18 tháng 8 năm Giáp Thìn, tù thượng tọa 85 tuổi. Và hồi 15 giờ, tức 3 giờ chiều ngày hôm nay, mời gia đình chúng tôi trân trọng xin kính báo đến bà con cô bác quý khách được biết trở về phòng lễ tang của gia đình tại nghĩa trang nhân dân trên bài trận để làm việc làm nghi thức lễ viếng với chi nhiều cả lễ an táng, được cử hành vào hồi 15 giờ, tức 3 giờ chiều ngày hôm nay. Bên gia đình chúng tôi trân trọng xin kính báo đến bà con cô bác quý khách được biết trong bức tang ba đối với sự đất nước của gia đình có điều gì chưa biết, vâng xin được đồng tứ cho. Thank you.
con đã gái Hào, gái Vân, gái Thùy, gái Linh. Con đã dễ dũng, dễ thương. Con thấy các con nước mắt bời bời xót xa, nước mắt các con khóc gọi cha. Thế đã tháng tám vừa tu rầy, anh chị em chúng con mất cha rồi, cha ơi. Vào đây bên đi cứu của cụ. Lúc này đây là anh chị em, các con trai gái rể thân, cùng bà con vừa ngoài xa gần, trở về thăm viếng, ai cũng mộng đọc đầy rơi, để chuẩn bị bước vào chương trình tế viếng. Ban tăng lễ gia đình chúng tôi trình trọng giới thiệu dòng họ Lê Tộc, do con Lê Văn Thường trưởng đoàn và pháp danh kính biến xin kính mời đoàn. Kính thưa các vị, quý khách gần xa, thân bằng cố hữu, thưa toàn thể dân làng, cắm lên chân đứng lên, thưa gia đình hiếu chủ, tôi xin thay mặt cho toàn thể Lê Tộc có đôi lời viếng cụ, đồng thời cũng là chú của tôi luôn. Hôm qua là các cháu đã lên đón chú và bây giờ cũng đã trở về đến đây. Chú sinh ra ở thôn Bạch Trạch, Văn Hiến và là thành viên của dòng họ Lê Tộc. Khi trưởng thành theo tiếng gọi của Tổ quốc, chúng ta đi xây dựng đất nước quê hương. Đất nước mình dài và rộng, đâu cũng là quê hương một đời người. Chúng đã công tác và làm việc xa nhà, nay thì sinh lầm cư từ trên đồng tá. Chúng đã trở về với quê hương, với dòng họ, với ông bà. Tôi xin thay mặt cho dòng họ và cũng là cá nhân chúc chú ở dưới suối Tàng lên rất ngào thu để tưởng nhớ cụ, là một thành viên của dòng họ, xin được phép tưởng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghi thức lễ viếng của đoàn đã được hoàn tất. Chuyện đời của gia đình xin trân trọng cảm ơn. Bày đoàn ra bàn xin chầu xin nước và trở về trong làng xin đứng cơm chia buồn. Để chiều nay 3 giờ dừng đến chi điều đến an táng tiến đưa người trong thân tộc của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Để tiếp theo đoàn lễ viếng ban tăng lễ gia đình trân trọng giới thiệu gia đình Cù Xuân cùng con cháu Don Đỗ Văn Vinh đặc trưởng đoàn xin kính mời đoàn. Hôm nay được tin cụ về tới quê hương tổ nghiệp và con đã sống quê hương, trở về thăm viếng chia sầu gia tan. Chiếc hương binh của cụ kỷ lúc này đây là đoàn viếng gia đình Cụ Xuân cùng con cháu đang gặp người thắp kém tâm gương và có đôi đời thân yêu chia buồn. Giới thiệu và kính mời đoàn viếng là các cháu dòng họ Ất Chi, Đông Lê, Ngọc Trinh làm trưởng đoàn và thắp trang kính viếng xin kính mời. Cùng
của ngay các cháu. Các cháu giảo hò tất chi, trở về tăng biến chia sầu khôn đanh gương, để đạt tiếng cổ chia sầu với tan ra đông chuyện đời của gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Đoạn lễ biến tiếp theo trân trọng giới thiệu gia đình bà Thanh, bà Tèo cùng con cháu vào tóc chân kinh biến. Bày đoàn ra bàn thi chầu xây đức, bà Thanh bảo thắp nhang kính biến xin kính bày đoàn. Nhận được tin báo cụ 250 về già, chúng cháu có vòng hoa tươi và lén nhang thơm đến kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với gia quyến. Kính gửi cụ những lời trước lúc đi xa, chúc cụ lưng phú vàng, cụ được yên giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ đến cụ, tôi đề nghị trong hồn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính chuyển lời của gia đình trân trọng cảm ơn. Mời quý đoàn ra bàn xây chầu xây đức và tán đại trở về trong làng để xây tương cương, chia buồn với gia đình và đồng đội. Ba thời chiều hôm nay, đoàn trở về để dự lễ truy điệu đến an táng, tiến đưa người cha hiền kính quý của đồng đội về tư tham vị cuối cùng. Trân trọng giới thiệu, kính mời gia đình đỗ bà May vào thắp nhang kính viếng xin kính mời đoàn. Đoàn giao bàn xây chùa xây đức và tán đài về trong làng xây dựng cư. Để tiếp theo đoàn lễ viếng ban tăng lễ gia đình, chúng tôi trình trọng giới thiệu gia đình bà Ba và cháu Măng. Xin kính mời đoàn. Đầy bác chính chủ vật phẩm hương, bà ai cũng rơi nước mắt đang hòa cùng trời mưa. Đồng chuyện đời của gia đình xin trân trọng cảm ơn lễ viếng của gia đình bà Ba và các cháu Măng cổ cụ đã được hoàn tất. Xin mời đoàn ra bàn xây chầu xây đức và trở về trong nhà xây đơn cư kêu buồn. Tôi trân trọng giới thiệu
gia đình cháu Minh Sở vào thắp nhang kính viếng, xin trân trọng kính mời. Vâng, chủ đời của gia đình bà tám này trở về trong nhà xây dân cư chưa buồn. Trần Đông Chu và Tiên cháu Miên Viến vào thắp nhang kính viếng, xin kính mời đoàn. Một đèn hương thơm, một đời tiếng Việt, để tiến đưa cụ về chính dưới chiều tay của đoàn gia đình Công Chu và Tiên và cháu Liên Viễn về các gian viễn cụ. Vâng, trường đời của gia đình xin trân trọng cảm ơn viễn cụ Minh Bản An cũng xót xa. Vâng, trường đời của gia đình xin cảm ơn đoàn các cháu của cụ. Mời đoàn ra bàn xây chầu xây đức và trở về trong nhà Sơn Đông Cương Chiêu Bộ. Đoàn đế viễn tiếp theo, ban tăng lễ gia đình trân trọng giới thiệu cháu Hoàng, cháu Đông vào thắp nhang viễn cụ, xin kính mời đoàn. Bà cháu Tường, Hà, bà Hòa, cháu Hưởng, Hương vào thắp nhang kính viễn, xin kính mời đoàn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đoàn viếng là đoàn con nhang đệ tử điện Giải Quang Quang Hoàng Mười do thầy Vũ Trọng Khoái lập trưởng đoàn bảo pháp nhang làm nghi thức lễ viếng. Kính thưa hương hồn cụ Lê Gia Kỳ, kính thưa gia đình Tam Quyến, hôm nay trong giờ phút đau thương này, các con nha đệ tử bản điện Giải Oan Quan Hoàng Mười xin có mặt tại đây, xin kính dâng lên vòng hoa thắm, nén hương thơm để kính biệt phụ về với tiên tổ siêu sinh tịnh độ, và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Tam Quyến. Sau đây, các con nhang đệ tử bản điện Giải Oan Quan Hoàng Mười xin dành một phút mặc niệm để kính biệt phụ về cõi vĩnh hằng siêu sinh tịnh độ. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng cảm ơn, mời đoàn tắt đến gương để vĩnh biệt cụ lần cuối. Sau kính mời đoàn ra bàn xây chầu xây đức và trở về trong nhà xây đơn cơ chia buồn, để ba vợ chồng về hôm nay tiến đưa người cha hiền kính quý của gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng trong bước tan ra bối rối. Sự vẫn tiếp của gia đình có điều gì thiếu khuyết, vâng quý đoàn được thứ cho, xin trân trọng cảm ơn. Hội đồng đội C8 tổng cục hậu cần,
do đồng chí Nguyễn Hữu Thủy làm trưởng đoàn vào thắp nhang kính viếng Trương Đình Cụ. Xin trân trọng kính mời. Rồi những người đồng chí với con của tuổi cô phải đoàn trở về đây với vòng hoa, với nén hương thơm, với dòng nước mắt để tiến đưa người cha hiền ký quý của đồng đội về đây phí nằm chiều nay. Đoàn hội đồng đội C8 tổng cục hậu cần do Nguyễn Hữu Thủy đặc trưởng đoàn đặt hoa dâng đến thắp nhang kính viếng. Chiều nay 3 giờ tiến đưa cụ về đưa khang kỳ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Gia đình ông bà Dinh ở Nam Định và gia đình ông bà Lương Thắng ở ở Bắc Ninh. Bên bàn lúc này đây vâng, chủ đời của gia đình trân trọng cảm ơn gia đình ông bà Dĩnh ở Nam Định và gia đình ông bà Hương Thắng ở Bắc Ninh đã về thắp nhang kính viếng bởi quý đoàn ta bàn thay chầu rơi nước đấy tiếng của gia đình ông Thái và ông Phúc vào thắp nhang kính viếng. Xin kính mời đoàn. Đến gương này xin kính biệt của gia đình ông Thái và ông Phúc đã về thắp nhang viếng của phần hương thơm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông bà Hiền, Khoe và cháu Mai Đan vào thắp nhang viếng cụ. Xin kính thắp phần hương viếng cụ. Nén hương này của ông bà Hiền, Khoe và cháu Mai Đan đồng truyền đời của gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đoàn ra bàn thay chầu xơi nước và trở về trong nhà xơi đưng cương chia buồn. Đoàn lễ viếng tiếp theo trân trọng giới thiệu lễ viếng của cháu Miệng và cháu Kiểm vào thắp nhang viếng cụ. Xin kính mời. Đoàn
đời của gia đình tế tiến của đoàn đã được hoàn tất. Xin kính mời đoàn tam bạn từ chỗ di đức và trở về trong nhà sư đương cư để tiếp theo ông đoàn lễ viếng. Lễ viếng của cháu đăng bảo pháp nhang viếng cụ, xin kính mời đoàn. Chuyện đời của gia đình trân trọng cảm ơn lễ viếng cháu đăng theo ban tang lễ gia đình. Chúng tôi trân trọng tới chiều lễ viếng của cháu vừa tòng bảo thắp nhang kính viếng, xin kính mời đoàn. Bậc chuyện đời của gia đình trân trọng cảm ơn đến viếng của gia đình cụ Đồ bảo thắp nhang kính viếng, xin kính mời đoàn. Thưa anh em chúng tôi cùng toàn gia đình, chúng tôi đến thắp cẩn nhang kính viếng linh hồn cụ sau chia buồn cùng toàn gia quyến. Trước khi cụ ra đi vĩnh biệt trên trần gian, giữa trần gian âm hai bên cách biệt, chúng tôi không biết nói gì hơn hết kính chúc cụ đi vạn vạn an, để chúng tôi trở tưởng nhớ đến cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Vĩnh biệt cụ bà sơn đương cương chia buồn ba thời chiều hôm nay, đoàn dành thêm trước cái thời gian trở về nơi đây để dừng lễ cái điều lễ an táng, tiễn đưa người thân của gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trân trọng xin cảm ơn để tiếp theo đoàn lễ viếng đang tăng lễ gia đình trân trọng tới chiều lễ viếng của hai cháu là Quanh Huyền bảo thắp nhang viếng cụ, xin kính mời. Hương binh của cụ lúc này đây là hai cháu của cụ Quanh và Huyền đang gặp người thắp đến như hương. Nếu gương đời tiến cụ tiến đưa cụ về chiều tay đầm chuyện đời của gia đình, xin trân trọng cảm ơn đoàn lễ viếng. Tiếp theo chỉ trọng giới thiệu đoàn viếng là cháu An Phủ vào thắp nhang kính viếng, xin kính mời đoàn. Rất được hoàn tất, bày cháu ra bàn thay chầu xây đức để trở về trong nhà sư đức cương chung buồn kính. Tiếp theo ban tang lễ gia đình chúng tôi trân trọng giới thiệu gia đình ông bà Thảo Dân thông gia đến ông bà Mùi Kiểu con trai con dâu của cụ vào thắp nhang kính viếng. Về thông gia chung con thân trọng thông gia đến ông bà Kiểu Mùi chục con có trở lễ viếng về trước hương làm nghi thức lễ viếng. Bằng nghi thức lễ viếng của gia đình ông bà thông gia với ông bà Kiểu Mùi đã được hoàn tất, đời đoàn thắp tiễn gương má này trở về trong nhà sư đương cương chia buồn. Để chiều nay 3 giờ đoàn trở lại giao tang để tiến đưa người cha hiền ký quý của thông gia mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
trên đời của gia đình trân trọng cảm ơn. Là thân gia mấy công bà bạn, con trai con đông của cụ vào thắp nhang kính biếng, xin trân trọng kính mời. Thank you.
mừng trên đời của tôi niềm xin trân trọng. Cần danh hướng
dục thân cúng dường nam dường Bồ Tát Ma Tát Nam Mô cúng dường Bồ Tát trai tu khí thiết hương vị đẳng khuôn giáo hữu khai yết hầu chân ngôn kim đương trì tụng. Nam Bồ Đề Đà Long Thiên Trượng Ngã Thế. Nguyễn Thị Nhiều Lâm Thị Giảng Lê Thị Vân Lê Thị Thùy Lê Thị Ninh Tế Tử Đường Đại Dũng Đỗ Tuấn Phương mời ông giáo nước ngon đây Lỗi Tôn Lê Việt Cường Lê Văn Đăng Lê Văn Thuần Lê Bảo Khang Lê Thị Miền Lê Thị Minh Lê Thị Tâm Lê Hà Khánh Huyền Hôn Tôn Đinh Thị Thanh Thư Tế Tôn ngày 18 thập bát nhật tháng nguyệt bát nguyệt năm giáp thìn hưởng thọ 85 tuổi hôm nay các con các cháu mời cụ về nay năm hiến hưởng tại nghĩa trang quê nhà cụ hữu chủng chủng thanh tịnh hương trí trái thiên đường phụng hiến giáo hữu biến thực chất ngôn cần đương trì của con nỗi buồn nào của cha
bạc màu tóc pha để con vui bước trong đời. Nhớ quá cha ơi, từng tháng năm êm đềm, giờ biết đâu để tìm giữa chợ đời còn mãi không cha. Thương chốn quê xa, mẹ nhớ cha thân thơ, mẹ nhớ cha thân thơ, tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Thưa toàn thể tan ra được tin cụ 250 về già, chúng tôi là các cháu Hồ Ngọc với chị Mùi con dâu cụ về đây có lẽ hương thơm và cỏ hoa thắm để kính viếng hương mộ và chi buồn cùng gia quyến để tưởng nhớ tới cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng phút mặc niệm của đoàn hội đồng môn của bà Mùi đã được hoàn tất, xin kính mời quý đoàn gia bản thay chầu sư nước để gia đình tăng gia bà bạn được lần nữa có đời trân trọng cảm ơn đông nhân thuần chuyên và ông bà Nguyên Thúy đang thắp tầm gương nước mắt để tiến đưa cụ về cõi tinh thần nơi xa. Bằng chuyện đời của gia đình xin trân trọng cảm ơn của ông bà con cha của cụ vào các cung kính viếng. Kính viếng hương hồn cụ Lê Gia Kỷ. Kính thưa gia đình gia quyến, anh em chú cháu, hội đồng ngũ tháng 3 năm 1988 cùng với đồng chí Vạn, con trai của cụ, được tin cụ 250 phi thiên về cõi vĩnh hằng. Anh em chú cháu đến có nén hương vòng hoa kính viếng cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình để tưởng nhớ cho cụ. Tôi đề nghị các đồng chí để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Bằng phút mặc niệm của đoàn đã qua, xin năm mời. Cùng thầy rất nhiều những dòng nước mắt đến trong tương cuộc đời và đủ ba. Cùng thầy được tin cụ mất, bà con cô bác có nàng gần xa để hoàn tất, xin kính mời các công các bà ra bàn xin chầu suy nước
đầy là gia đình được lần nữa có đời chất trọng cảm ơn đại công phong thứ của chủ của tâm để hết tình bào thánh tình của đời.
nhớ cha thân thờ, tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết em đêm. Trong giấc mơ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch sư tôn Đức Tăng, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể gia đình tăng quyến, thời giờ này đã đến giờ cử hành nghi thức tống chung kim quang chân linh cụ ông Lê Gia Kỷ. Kính mời toàn thể ban tổ chức lễ tang cũng như toàn thể gia đình tăng quyến chúng ta trở về trước án tiền trước linh cữu của ông linh để cùng với quý thầy làm lễ di quan và gì đã phật. Tây phương Phật quốc thắng xa bà vô lượng vô biên công đức đa, dù đắc chân linh sinh tịnh độ tiểu liên đài vạn lễ di đà. Tư giả chân linh lê ra tỷ chân linh nguyên bệnh sinh ư canh thì niên buổi nguyệt nhập thời thụ sinh. Phượng bạo niên bát thập ngũ tuế đại hàn ư giáp thì niên bát nguyệt thập bát nhật đương thời thọ chung. Di nguyện chân linh nhất chân bất muội lùng dụng đốn phong vinh thoát nhân gian sinh tử căn trần. Đột nhập Như Lai báo minh không ai quan âm bát bản thế chí vi bằng bát đức chỉ trung thân tay đáng tiểu niên tay bản nhập tiêu giao. Thân thế tinh vực nghiệp tả trần lao niên bay thượng phẩm chi hoa Phật phụ nhất sinh chi ký. Giáo yêu đại bi tập chú đà la ni chân ngôn cấn đương chỉ tổng lô ân giả nhiệt pháp nói mong ân chư và thầy hồi tấn quang văn tùy sự kết tường văn ân nghĩa mong ân chư và nghệ toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát định thọ nghiệp chân ngôn ám tu đi tu đi ma tu đi tu tu đi tát ma tu đi tu đi ma tu đi tu tu đi tát ma tu đi tu đi ma tu đi tu tu đi tát ma định thọ nghiệp chân ngôn ám tu đa đi tu đa đi tu ma đi sa ma tu đa đi tu đa đi tu ma đi sa ma tu đa đi tu đa đi tu ma đi sa ma định thọ nghiệp chân ngôn ám
Phật Na Sa Ba Đa Ma Sa Ba 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 Chân Đô A Mãn Sa Ba 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 Chân Na Sa Ba Đa Ma Sa Ba 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 Chân Đô A Mãn Sa Ba 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 Chân Na Sa Ba Đa Ma Sa Ba 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 Chân Đô A Mãn Đô Địa Chân Đô Nam Mô Tam Mãn Đa Mô Đà Nam Mãn Đô 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 Số Địa Vị Thánh Ba Nam Mô Tam Mãn Đa Mô Đà Nam Mãn Đô 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 Địa Vị Thánh Ba Nam Mô Tam Mãn Đa Mô Đà Nam Mãn Đô 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 Địa Vị Thánh Ba Mô Cúng Giảng Chân Ngô Nam mô Đại
đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Tam bảo chứng minh ngoại thần ủng hộ Bồ Tát Thanh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Long Trung Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương. Nhờ thiết thiện thần đồng thì chứng minh ra hộ hiện tiền đệ tử chúng đẳng. Tam bồn yêu quyên cùng đối Phật tiền. Phụng tụng kinh chú xưng tán hồng danh cập niệm Phật thừa tư công đức chuyên vì hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ. Nguyện sĩ thừa công đức chuyên vì hồi hướng kỳ siêu chất linh này ra kỳ chân linh nguyên bành sinh ngư canh thị niên mỗi nguyện nhập thời thụ sinh. Hướng ngã mạo việt tác thập ngũ tuế đại hạn ư giáp thì niên bát nguyệt thập bát nhật lương thời thọ chung. Tri nguyện chân linh nhất chân hàng có ngộ lục dục sớm tan không cõi nhân gian sinh từ xa địa nơi cực lạc hóa sở là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Vừa rồi là nghi thức tống chung kinh quan. Và tiếp theo xin được lại phần lễ chi điệu cho ban tổ chức chúng ta như toàn thể gia đình gia quyến chúng ta tiếp tục công việc gì ạ? Xin kính mời các vị đại biểu, kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân trở lại gặp ta để ban tăng lễ tổ chức lễ an táng kiến lê lê gia chỉ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương có vòng hoa hiếu, nén nhang hương cùng lễ viếng tới kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc với toàn thể gia quyến của cụ. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt cụ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Vinh, đại diện cho nhân dân vào thắp hương với cụ, xin kính mời. Lễ viếng tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Đức Học, đại diện cho hội người cao tuổi trong thôn vào thắp hương với cụ, xin kính mời ông. Xin kính mời ông Nguyễn Xuân Thủy, đại diện cho hội nông dân vào thắp hương với cụ, xin kính mời. Xin kính mời bà Vũ Thị Quý, đại diện cho hội phụ nữ vào thắp hương, xin kính mời bà.
diện cho đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể của địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa quý khách gần xa. Kính viếng hương hồn cụ Lê Gia Kỳ. Kính thưa gia đình tang quyến. Ban tổ chức tang lễ thôn Hoạch Trạch nhận được tin báo của trưởng Lan là ông Lê Văn Cửu. Thay mặt gia đình vô cùng thương tiếc báo tin có thân phụ là cụ Lê Gia Kỳ. Cụ sinh năm 1940. Cụ là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là hội viên Hội người cao tuổi. Qua một thời gian lâm bệnh, cụ đã được gia đình, con cháu, người thân cùng các y bác sĩ tận tâm chăm sóc, cứu chữa. Song do sức yếu bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi và cụ đã từ trần vào hồi 14:30 ngày 20/9/2024, tức ngày 18/8/Giáp Thìn. Cụ hưởng thọ 85 tuổi. Kính viếng hương hồn cụ Lê Gia Kỳ. Thưa gia đình tang quyến, cụ Lê Gia Kỳ sinh ra và lớn lên tại thôn Hợp Trạch, xã Tây Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Khi đến tuổi trưởng thành, cụ đi thoát ly lên tỉnh Thái Nguyên, làm công nhân tại công ty lâm nghiệp Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên. Cụ tham gia công tác đến khi nhà nước cho cụ nghỉ hưu. Cụ sinh sống tại xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù đã được nghỉ hưu, song tại địa phương nơi cụ sinh sống, cụ vẫn tích cực tham gia công tác mặt trận, đoàn thể xã hội tại địa phương. Đến khi sức yếu, cụ mới nghỉ ngơi. Lúc còn khỏe mạnh minh mẫn, cụ có ước nguyện đến khi 20 về già, con cháu, gia đình, họ hàng nội ngoại, bạn bè, người thân của cụ đã đưa cụ từ nơi cụ sinh sống ở xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên về nơi cụ được sinh ra và lớn lên tại thôn Hồng Trạch, xã Tây Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Và lễ viếng của cụ được tổ chức vào hồi 10:30 ngày 20/8/Giáp Thìn. Cụ Lê Gia Kỳ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa gia đình tang quyến. Được tin cụ qua đời, đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân địa phương có vòng hoa hiếu, nén nhang hương cùng lễ viếng, tới kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc với toàn thể gia quyến của cụ. Lễ viếng của cụ còn có lễ viếng của hội đồng gia tộc dòng họ cùng lễ viếng của gia đình, họ nội, họ ngoại, thân bằng, cố hữu gần xa, thông gia bạn bè của gia đình cùng nhân dân trong làng ngoài xã đã tới viếng cụ. Ngoài ra còn có lễ viếng của các cơ quan đoàn thể địa phương ở nơi các con, các cháu, người thân của cụ đang lao động, học tập, công tác và sinh sống. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, thể theo nguyện vọng của gia đình hiếu chủ, lễ an táng của cụ được tổ chức vào hồi 16:25 ngày 22/9/2024, tức ngày 20/8/Giáp Thìn. Kính viếng hương hồn cụ Lê Gia Kỳ, cầu chúc cho vong linh của cụ được an bình nơi chín suối. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, để tỏ lòng thương tiếc và kính cẩn cụ, tôi đề nghị các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân hãy dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm khi được bắt đầu.
xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Đức Học, đại diện cho hội người cao tuổi, nên có đôi lời tiễn biệt. Kính kính mời ông. Kính viếng hương hồn cụ Lê Gia Kỳ, kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Hội người cao tuổi thôn Hoành Trạch nhận được tin cụ Lê Gia Kỳ là hội viên người cao tuổi tổ hội số 3 chi hội người cao tuổi thôn Hoành Trạch từ trần. Thay mặt cho chi hội cùng toàn thể hội viên, xin gửi tới gia đình cụ lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính viếng hương hồn cụ Lê Gia Kỳ, ba lắm nhang thơm, vòng hoa tươi thắm, tình trong hội lễ nghi kính viếng, nghĩa xóm làng không khỏi tiếc thương, tấm lòng hữu lưu luyến vấn vương, âm dương cách biệt đoạn trường từ đây. Nhớ lại lúc sinh thời, cụ đã sớm nhận biết hoàn cảnh của đất nước và gia đình, cụ đã sớm thoát ly khỏi quê hương, mong ước được đóng góp cho đất nước. Quê hương một phần nhỏ của mình, cụ đã vào lâm làm công nhân tại ngành lâm nghiệp Bắc Thái. Cụ đã có nhiều đóng góp cho ngành lâm nghiệp, có nhiều phần thưởng cao quý để đóng góp nhiều phần một phần cho quê hương đất nước. Cụ đã lập nghiệp và lập quê hương thứ hai của cuộc đời trong tổ ấm hạnh phúc của gia đình và nuôi dạy con cái khôn lớn thành đạt. Theo sở nguyện của cụ, khi về già, cụ được về an nghỉ tại quê hương, tại đất mẹ, nơi chôn rau cắt rốn của bản thân mình. Và tình nghĩa quê hương nàng xóm mà cụ rất nặng lòng, cụ mất đi để lại bao tình thương nỗi nhớ cho họ đội, họ ngoại, cho quê hương làng xóm cũng như quê hương thứ hai của cụ. Các con cháu cụ mất đi một người cha, người ông, người cụ quý trọng chân thật. Hồi người cao tuổi chúng tôi mất đi một thành viên mẫu mực không còn nữa. Ôi nhất chiêu thiên cổ, nguyệt nạc hoa tàn, chàng đạc nam khang chi mộng, cụ ra đi ở tuổi 85, thật là phúc lộc. Hôm nay cụ về với đất mẹ, về với tổ tiên, hội người cao tuổi chúng tôi một lần nữa chia sẻ nỗi đau thương mất mát này với gia quyến của cụ và cầu chúc cho vong linh cụ thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng, nơi suối vàng yên giấc nghìn thu. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình nên có đôi lời đáp từ, xin kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho các cấp lãnh đạo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân vọng cố hữu, thông gia bạn bè gần xa của gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trong làng ngoài xóm. Cụ tôi qua một thời gian lâm bệnh đã được con cháu và gia đình nâng đỡ cứu chữa nhưng không qua khỏi. Vì tuổi cao sức yếu, cụ đã mất tạm thế vào buổi 20:30 ngày 20/9/2024 dương lịch. Mất cụ mất tại Thái Nguyên, đến hôm nay được con cháu và gia đình đón cụ về tại quê hương cụ sinh ra và lớn lên, được các cụ, các ông, các bà đến thăm hỏi, cúng viếng, chia buồn và đưa cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Được khi đưa cụ tôi về an nghỉ cuối cùng, cụ tôi đã được bổ yên mà đẹp. Chuyển lời của ông bà Cửu Bùi, xin mời, kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà về tại gia đình sơ in tương cơm để gia đình chúng tôi có lời được cảm tạ. Trong lúc tam gia bối rối có điều gì sơ xuất,
xin các cụ, các ông, các bà lượng thứ. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian vàng bạc đến với gia đình nhà chúng tôi. Xin hết. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, lễ an táng tiễn đưa cụ Lê Gia Kỷ về nơi an nghỉ cuối cùng đến đây là kết thúc. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Hảo, Quảng Đông lệnh dẫn độ. Xin kính mời các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Cha ơi, thế là để chi điều đã xong, để an táng được cử hành, sầu dầu tiền cha đi. Chúng con mừng cha vẫn khỏe, vẫn vui tươi, ngờ đâu ngày tháng cha năm bảy, để hôm nay tiền cha đoạn đường. Cha ơi, cha của chúng con hiền từ đôn hậu, dáng dấp người mới đẹp làm sao. Mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu tuyết trắng sang đi nâng cổng. Cha ơi, từ nay chúng con chỉ nhớ cha những ngày dỗ Tết. Thắp hương cha biết đường về, sang hèn cha cũng đừng chê. Bát cơm quả trứng xứ quê phục thờ. Cha ơi, thế là giờ tiễn biệt cha đã tới rồi. Niu niên mãi rồi cũng phải tới giờ phút chia đi. Cha con mình xa cách kể từ đây, cho bóng dáng hình hài kính yêu cha còn đâu nữa. Cha ơi, thế là giờ tiễn biệt cha đi xa, giờ tiễn đứa cha đã tới mất đi rồi. Giờ phút này chia đi, tiễn cha đi về cõi bình yên. Người cha của chúng con suốt cả cuộc đời cha vất vả nuôi con, suốt cả cuộc đời cha vất vả nuôi con, để ngày hôm nay hành trang cha mang theo chỉ là một tấm thân cha. Cha ơi, tình nghỉ cha bao na, lòng nghỉ cha mênh nghỉ ma. Cả cuộc đời cha vất vả nuôi con, cả cuộc đời cha vất vả nuôi con. Cha đã nuôi con bằng đôi bàn tay, mẹ đã nuôi con bằng dòng sữa ngọt. Cả cuộc đời cha vất vả vì con, cả cuộc đời cha vất vả vì con. Cha tình yêu ơi, cha về nơi tây chúng đi, cha để lại cho cháu con bao nỗi tuổi sầu. Cha đã đi xa, cha đi về nơi đâu, tình cha con như cung đàn thì đã đơn dây tơ. Tình
cha con như cung đàn nhì đã đỡ xây tơ. Tình nghề cha nghĩa mẹ biết thua đâu còn đi về. Tình nghề cha nghĩa mẹ đây chỉ con đáp mà đen. Đừng bỏ con, xin cha đừng nghề bỏ con mà đi. Ôi ôi cha ơi, người cha con kính yêu. Nay cha đã đi xa, mãi mãi không về. Giờ cha đã đi xa, cha đi mãi không về. Con biết tìm cha nơi đâu, giờ cha bỏ chúng con đi đi. Con biết tìm cha nơi đâu. Trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn nướng giữ cố quan tài từ từ đi xuống biển. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất. Đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ. Chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm tự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Nhìn lá vàng rơi lòng
con nghẹn ngào. Thương cha cả đời vất vả gian nan, mình cha lo lắng cứu mang, mẹ con mất sớm dở dang. Bao gian khổ cha vẫn không mang. Con nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa không trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn sau, sợ con vẫn thành lễ thần linh cặp vong linh. Quan
tướng quân vị tiền niên bác nguyệt thập bác nhất thời vận minh Thuyền đàn tiếp triệu
ba hồn bảy vía, bảy vía ba hồn, vong linh cố phụ Lê Gia Kỷ chân linh, hồi vu linh sàn tại địa chỉ thôn Lâu, thôn Na Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, an vị Nam Mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma Tát. Thượng Nai tu thiết lễ nghi an táng mộ phần hợp cùng lễ tạ thần linh chiêu hồn nhập mộ, dẫn hồn hồi vu ra đường, khoa nghi cung lễ sợ đã chu viên. Giờ này kim ngân tài mạ, trước là kính biếu thần linh các quan tại đống thần linh mã màu, lại có quần áo tiền vàng biếu tiến vong linh cố phụ phụ ông Lê Gia Kỷ chân linh chính hồn phụ nhận phúc lưu cho con cháu rụng bằng phỏ lô hòa hoa. Cha tôi mất, đời tôi rất buồn, còn ai quý thương. Ngày cha tôi mất, tuổi xuân chưa tròn, trời quá bất công. Giọt lệ phân ly đau quá cha ơi, đời này còn mãi ghi nhớ trong lòng một người mà con kính yêu, kính yêu. Còn đâu giây phút người đưa đón chờ bên mái chân trường, còn đâu giây phút đùa vui suốt ngày lo lắng bao điều. Nguyện thề mai sau con giống như cha, một người đàn ông lo lắng gia đình hiền lành, chẳng đánh con mình. Ôi đôi mắt thiết tha nay giờ ở đâu, tình cha trời cao biển rộng ghi nhớ đời đời. Ngày còn khôn lớn thấy thêm buồn cho số kiếp, vì con không có cha, con không có cha.